Tin cực nóng dành cho các anh em fan của Acer Tough Gaming 2023. Và chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World Tech News, lại là mình Sơn Nguyễn đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi liệt kê qua một số thông tin cực hot và rất đáng mong chờ cho những mẫu Acer Tough Gaming F15 của 2023 anh em ạ. Và ở đây thì sẽ có một số thông tin mà mình đã dự đoán từ trước và không ngờ nó thành sự thật luôn ấy. Đầu tiên phải kể đến một thông tin cực kỳ hấp dẫn, đó chính là về cấu hình. Cấu hình của phiên bản mới như mình dự đoán thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản CPU Intel Gen 12 cộng với đó là card đồ họa RTX 40 series. Và đúng là như vậy anh em ạ, trên phiên bản mới Tough Gaming F15 2023 chúng ta sẽ có 3 phiên bản cấu hình đại khái như thế để có thể lựa chọn. Đầu tiên là F15 FX507VV được sử dụng cấu hình Intel Gen 13 mới nhất i9-13900H cộng với đó là card RTX 4060 140W. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có hai phiên bản còn lại, một phiên bản là FX507ZV, chúng ta sẽ được sử dụng con Intel Core i7-12700H, một con CPU gaming mà mình đánh giá là khá mạnh tính thời điểm hiện tại để chúng ta có thể sử dụng vào những tác vụ văn phòng, đồ họa hoặc là chiến game vô tư. Tất cả mọi thứ chúng ta cần làm trên một con laptop thì con i7-12700H này có thể gánh được anh em nhé. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có là card đồ họa RTX 4060 cũng là 140W. Hiệu năng gaming thì phải nói là cực phê và cực đã rồi. Hơn nữa là CPU đời cũ cho nên là giá rẻ hơn mà nó vẫn rất là mạnh anh em ạ. Và cuối cùng sẽ là một phiên bản nữa, đó chính là FX507ZU. Thì với FX507ZU chúng ta cũng sẽ có là i7-12700H, nhưng mà card đồ họa lúc này sẽ là phiên bản RTX 4050 với mức điện năng là 140W. 4050 GDDR6 và 140W với 6GB RAM thì nó sẽ khủng khiếp cỡ nào anh em nhỉ? Mình rất kỳ vọng phiên bản này. Và có một chút thông tin cho anh em nữa, đấy chính là một số thông tin leak của phiên bản Tough Dart F15 ấy, chúng ta cũng sẽ có cái card đồ họa RTX 4050 nhưng mà với mức điện năng sẽ chỉ là 90W mà thôi anh em nhé. Thì trên phiên bản Tough thường FX507ZU này thì chúng ta sẽ có một cái mức điện năng nó cao cấp hơn, nó lên tới tận là 140W. Chúng ta có thể mường tượng rằng là năm nay thì Acer đã bắt đầu phân cấp rõ ràng hơn của cái dòng Tough Dart so với cả Tough Gaming cao cấp, đúng rồi anh em. Với cái dòng Tough Dart thì họ sẽ hướng thẳng tới các đối tượng sinh viên là nhiều và các đối tượng sử dụng văn phòng mà chúng ta không có mức tài chính quá là cao. Chúng ta có thể lựa chọn phiên bản này, nó vẫn trong tay cái hiệu năng nó thực sự là mạnh mẽ. Cộng với đó là cái thiết kế của dòng Tough Dart này nó vẫn rất là tối ưu cho cái sự mỏng nhẹ, linh hoạt để chúng ta có thể mang đi ra bên ngoài so với cả dòng Tough Gaming thường. Còn với cái dòng Tough Gaming này chúng ta sẽ có cái mức điện năng gần như là bùng max công suất luôn trên RTX 4050 lên tới 140W. Và cục sạc cũng là cục sạc 240W nữa. Cho nên là cho chúng ta một cái hiệu năng lúc này phải nói là rất bá đạo anh em ạ. Đó là những thông tin đáng mong chờ về cấu hình cũng như là về hiệu năng mới. Thì hiệu năng mình cũng đã test qua một phiên bản RTX 4050 với cái mức điện năng là 105W thôi, anh em đã thấy nó rất mạnh rồi, đúng là anh em. Đó là một chút thông tin. Rồi bây giờ chúng ta cùng qua đến thông tin thứ hai, là một thông tin mà mình cũng rất đáng mong chờ nữa và mình mong chờ từ rất lâu rồi. Đó chính là về độ phủ màu màn hình anh em ạ. Trên phiên bản Acer Tough Gaming F15 mới, FX507V hay là FX507Z, chúng ta sẽ có độ phủ màu lên tới là 100% sRGB và đạt lên tới khoảng hơn 70% Adobe RGB nữa. Lúc này thì đây sẽ là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cả những mẫu Lenovo Legion 5 luôn. Và đây là một nguồn thông tin xác thực đến từ Acer nhà, trên chính trang chủ Acer đã có những thông tin về phiên bản về Việt Nam chính hãng. Chúng ta sẽ có cái độ phủ màu đạt lên tới bằng đó. Thì quá đáng mong chờ rồi, đúng rồi anh em. Và đó là một số những cái thông tin mình cảm thấy là cực kỳ hấp dẫn. Và dẫn đây chúng ta cũng sẽ có những cái option giống hệt so với cả phiên bản năm trước. Ví dụ như là RAM DDR5 bus sẽ là 4080Hz này, bắt đầu từ phiên bản 8GB và có thể nâng cấp tối đa tới 32GB RAM. Hoặc là chúng ta sẽ có mux switch cũng cộng với đó là Nvidia Advanced Optimus để chúng ta có thể xuất hình ảnh trực tiếp từ các đồ họa rời RTX 40 series lên trên màn hình. Lúc này thì FPS có phải gọi là phà luôn. Còn về thiết kế hay là những thứ khác như gọi là bàn phím hay trackpad thì mình thấy qua rằng là gần như không có quá nhiều sự thay đổi ở trên phiên bản Tough 2023 năm nay, cho nên chúng ta không cần mong chờ quá nhiều về thiết kế. Mình chỉ mong ở đây, thứ nhất đấy chính là về cấu hình hiệu năng, thứ hai là về tản nhiệt, và thứ ba đó chính là về màn hình. Thật sự Tough Gaming F15 năm nay quá đã luôn anh em ạ. Đừng quên subscribe channel Laptop World cũng như nhấn vào nút chuông để đón chờ thêm nhiều video mới, review trên tay thực tế mới nhất của Laptop World anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.